hãy cùng nhau chào đón những người chơi. Xin được giới thiệu MC Vani và diễn viên ca sĩ Nam Cường. Chào anh Nam Cường, lúc nào cũng trẻ trung và năng động như thế. Không biết là anh đã xem chương trình chưa? Cảm ơn lời khen của Minh Sù. Tại sao tự nhiên khen Cường trẻ trung? Bởi vì Cường lúc nào cũng còn nhỏ mà. À, anh Cường nhỏ hả? Cường nhỏ lắm. Cường biết tụi em là nhi đồng á. Không phải đâu mà Liên. Không phải đâu. Nam Cường biết hôm nay tham gia vô chương trình đó, Cường nhỏ tuổi nhất luôn á. Nhỏ tuổi nhất luôn á. Nhỏ tuổi nhất mà từ trên mình đếm xuống á. À, đâu cũng được hết, miễn là nhỏ thôi. Rất là vui khi được chào đón anh với chương trình. Còn Vani thì sao? Là một MC thì chắc chắn bà sẽ rất là hoạt ngôn đúng không ạ? Vậy thì bạn có đủ những cái lập luận để có thể bảo vệ bản thân mình nếu như mình là người đùa ngày hôm nay hay không? Thật ra thì em đang cảm thấy rất là hồi hộp cũng như rất là phấn khích luôn. Không biết là chương trình của mình sẽ có cái phiếu đùa nó có phải vào rơi vào em hay không, nhưng mà em luôn sẵn sàng bởi vì em đã xem các cái số trước rồi và em rất là hào hứng khi đến với chương trình này của mình. Hy vọng rằng ngày hôm nay bạn sẽ thật sự thoải mái. Tay cho Nam Cường và Vani, xin mời hai bạn vào vị trí. Tiếp theo chúng ta xin được chào đón một nhân vật đã từng tham gia chương trình rồi, đó chính là diễn viên Lê Nhân. Và lần này song đôi cùng với Lê Nhân đó chính là người mẫu Thiên Nga. Trời ơi, đẹp gì mà đẹp dữ vậy anh Nga. Cảm ơn anh, cảm ơn anh. Không, không có, anh khen bên này nha. Em đi vô nha, em đi vô nha. Không, đi vô chi, đi ra đây xong đôi mà, đúng không ạ? Rồi, gửi lời chào đến mọi người đi nào. Thì nghe hôm nay rất vui được tham dự chương trình. Dạ, em kính chào quý vị khán giả đang xem chương trình Đùa Với Thật. Em tên là Lê Nhân và đây là lần thứ hai em quay lại chương trình ạ. Và em rất rất là mong là em đừng có nhận được thẻ đùa vậy quý vị ơi. Trời ơi. Lần trước em một lần là em quá đủ cho cuộc đời em. Em tím rỉm hết người em luôn quý vị. Dạ, dạ, cảm ơn. Nhưng có kinh nghiệm rồi đúng không ạ? Dạ, em có kinh nghiệm rồi. Nếu như là thật, hãy cùng với những người thật giống như mình tìm ra người đùa vào cuối chương trình nhé. Dạ, cảm ơn. Chúc các bạn thành công. Một tràng pháo tay cho Lê Nhân và Thiên Nga. Xin mời hai bạn về vị trí. Chúng tôi xin được giới thiệu người mẫu Tú Hảo và diễn viên Quang Trung. Có đồng ý ở cùng với nhau tới suốt cuộc đời không? Anh biết là có những cái lời nói nó hơi xa vời, nhưng mà anh nguyện là sẽ theo em cho cả cái chương trình này em ha. Trước mắt là như vậy. Nhưng mà lỡ như một trong hai người là người đùa thì chúng ta sẽ bắt đầu lật kèo đúng không ạ? Dạ không, mình có luật ly dị mà em hả? À đúng rồi, đúng rồi, mình có một tờ giấy chuyện quyết định. Tú Hảo thân mến, bạn cảm thấy ngày hôm nay đến với chương trình thì mình mong chờ điều gì? Thật sự là mong chờ thì em không biết, tại vì em là thuộc tiếp người gọi là bị lú á, cho nên em tới đây để rõ mắt. Rồi như là học hỏi. Mình được mở mang tầm mắt, em hiểu dạ, không? Dạ dạ. Thiệt ra em cũng giống như Hảo là tại vì em tin người dữ lắm. Ai nói sao em cũng tin vậy hết á. Em ít khi nào có một cái khái niệm là mình sẽ nghi ngờ người nào lắm. Cho nên nếu như mà em là người đùa như anh Lê Nhân lần trước á, chắc em cũng xanh lè, xanh lét á. Chứ không biết nổi đâu. Một cái hốt tay cho Quang Trung và Tú Hảo. Mời các bạn về vị trí. Dạ. Và cuối cùng chúng ta sẽ cùng nhau chào đón một nam vương rất điển trai, cao xương tài và người mẫu Tường Linh. Trời ơi. Trời ơi, thôi đi vô luôn đi chứ nói gì nữa. Trời ơi. Dạ, em một ô bên này, em không đứng được cái ô giữa kia. Tại vì ta lộng lẫy quá. Chào mọi người đi nào. Tường Linh xin chào khán giả và quý vị của chương trình Đùa Như Thật, Thật Như Đùa. Dạ. Chúng ta xin chào quý vị khán giả và anh Minh Sù cùng tất cả mọi người đang xem chương trình Đùa Như Thật. Minh Sù thì khá là biết chàng trai này rồi, khá là hiền lành. Nhưng mà không biết là tới với chương trình này em có thể đùa một tí được không? Dạ không. Dạ không đùa. Không, không đùa. Em đang nói đùa đó. Tức là em đang nói đùa đó. Ok. Ôi. Mọi người thấy chưa? Nhìn như vậy chứ không phải vậy đâu nha. Còn cô gái xinh đẹp kế bên cạnh tôi.
đã bao giờ bạn bộc phát được cái điều gì đó chưa? Hay là cứ đẹp như vậy hoài? À, tính em cũng hay thích đùa lắm. Và khi đến với chương trình này thì em cũng có coi sơ qua, và hiện tại thì em cũng hơi lo một chút. Và em mong muốn là em nhận được cái thẻ đùa nhiều hơn. Ây da, cái cặp này nhìn đẹp như vậy mà có vẻ sắc bén ha. Muốn là người đùa và sẽ là người đùa ngày hôm nay với tất cả những người còn lại. Và để xem các bạn sẽ chơi như thế nào. Một tràng hỗ tay cho Xuân Tài và Thương Linh. Các bạn bây giờ 8 người chơi đã có mặt sẵn sàng. Và bây giờ sẽ cùng đến với phần quan trọng nhất, đó chính là những tấm thẻ phân vai của 8 người chơi ngày hôm nay. Xin mời. Bốc thăm đi Quang Trung, cái nào cũng được. Khoa hẳn xem. Cảm ơn. Thôi. Ủa anh không có sự lựa chọn hả? Anh không có sự lựa chọn. Vỗ tay cho Nam Cường. Cảm ơn bà Mizzy. Và bây giờ các bạn sẽ phải hóa thân vào nhân vật của mình sau khi mở thẻ phân vai ra, biết được mình là ai. Đầu tiên mời chị Nga lên đây coi trước đi. Rung quá nè. Ôi rung quá nè, mà tự làm rung luôn. Em muốn nói gì với 7 người còn lại? Mọi người hãy thận trọng. Hãy thận trọng. Hay. Nhân vật lần thứ hai quay trở lại với chương trình, lần trước tím rịm và lần này có bộ sắc hồng tự nhiên hay không? Xin mời Lê Nhân. Nè, dở cái xanh chành này nha. Yên tâm, anh đã có kinh nghiệm rồi, cho nên anh sẽ kêu xe cấp cứu sẵn rồi. Dạ. Anh có muốn coi với em không? Anh có muốn coi không, với em không? Không, anh không có coi. Vậy hả? Anh sợ xỉu chung với em. Không, bây giờ là em rất là thoải mái luôn anh. Vậy hả? Thiệt. Thiệt luôn. Tại vì em tìm được nét diễn mới phải không em? Yeah. Đi về. Thôi, tiếp tục xin mời Fanny. Mọi thứ không như em nghĩ. Mọi thứ không như em nghĩ. Xin mời Nam Cường. Anh xong rồi, anh thấy chưa? Anh xong rồi. Anh xong rồi, có nghĩa là anh xem xong rồi hay là cuộc đời anh xong rồi? Ai muốn nghĩ gì nghĩ. Về chỗ, cảm ơn anh. Rồi, tiếp theo, Xuân Tài. Nè, coi nè, người ta Nam Vương nè. Xoay xoay mặt số ở trong đúng không? Đúng. Để sáng vô trong người. Em xoay ngược ra ngoài cũng được, em coi giùm cho. Để sáng vào trong người. Cũng được. Cũng được. Đúng với em, đúng với em. Đúng với em đúng không? Dạ, đúng rồi. Chúc em may mắn nha. Về chỗ, một tràng hỗ tay cho Xuân Tài. Linh ơi, bây giờ nè, nãy giờ ai cũng như kiểu vui vui giận giận đó, mình nghiêm túc vô. Dạ. Ngầu lên. Dạ dạ dạ. Thôi đi Linh. Ok ok. Ok. Vô cho anh, vô chứ. Vô chứ. Vô quay chứ. Sao những người chơi lần này tôi thấy hoang mang vậy đó. Yeah. Trời ơi. Tiếp tục ạ, chú Hảo. Gì vậy trời? Sao vậy? Trời ơi, nét căng hả trời? Căng à? Căng không nét, thấy căng. Em mệt quá, em mệt quá. Em không mệt nói... quá hả? Em không muốn nói nhiều nữa. Không muốn nói nhiều nữa. Không muốn nói gì. Quán khúc. Thôi, em làm anh sợ quá. Em quá. Nét cọc dễ sợ. Đây. Trời ơi, mọi người có gì đâu. Mình tới chơi cho vui thôi mà làm gì đâu căng. Trời xuất sắc quá luôn anh ơi. Em ổn không? Em ổn không? Em ổn không? Vỗ tay cho Quang Trung. Một nét diễn rất sâu. Yeah. Và để xem cuộc đấu ngày hôm nay sẽ như thế nào. Và bây giờ chúng tôi sẽ bảo lưu kết quả này. Vào cuối chương trình chúng ta sẽ bật mở cho tất cả quý vị khán giả biết ai là người giữ thẻ phân vai là đùa. Xin mời tấm bảng. Rồi, xin mời 8 người chơi. Chúng ta sẽ bỏ cái lá thăm của mình vào đây. Đúng tên nha, để con số vào trong. Quang Trung là người bỏ cuối cùng mà. Ha 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 ha.